Xin được chào mừng quý thầy cô đến với kênh Học Liệu Tiểu Học. Kính thưa quý thầy cô, trong video trước mình có chia sẻ cùng quý thầy cô một tiện ích đánh giá học sinh theo thông tư 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì sau khi video phát hành đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của thầy cô. Trong đó có nhiều thầy cô đề nghị mình làm một cái tiện ích nữa dành cho các khối lớp khác. Thì thể theo yêu cầu đó thì trong video hôm nay mình xin được tiếp tục chia sẻ cùng với thầy cô một tiện ích tương tự dành cho thầy cô ở khối lớp 2 đánh giá học sinh cuối năm theo văn bản hợp nhất số 03. Và tiện ích đó có gì khác so với tiện ích đầu tiên hay không? Sau đây xin mời quý thầy cô chúng ta chú ý theo dõi. Thì để quý thầy cô thuận lợi có được tiện ích này, trong lần này mình sẽ chia sẻ một cái đường link ở phía dưới phần mô tả để thầy cô chúng ta thuận lợi trong việc và chúng ta tải về sử dụng. Sau khi tải về xong thì thầy cô chúng ta mở cái tiện ích Excel lên, mở file Excel lên có tên là nhận xét lớp 2. Tương tự như ở lớp 1 thì tiện ích này cũng gồm có các phần như là số thứ tự, họ và tên học sinh. Đó, thì thầy cô chúng ta copy họ tên học sinh vào, ngày tháng năm sinh. Đó, thì thầy cô chúng ta cũng copy từ danh sách của thầy cô vào. Nữ thì nếu mà nữ thì thầy cô chúng ta đánh dấu chéo vào. Môn học và hoạt động giáo dục thì khác với ở lớp 1, thì ở lớp 2 theo chương trình hiện hành thì các em có môn thủ công, không có hoạt động trải nghiệm. Và một cái khác nữa so với thông tư 27 đó là năng lực. Năng lực ở đây thì chỉ có 3 năng lực, phẩm chất thì có 4 phẩm chất. Bây giờ mình sẽ đi khai thác từng phần hết thầy cô. Tương tự như tiện ích trước, tiện ích này cũng tích hợp thầy cô một số cái gợi ý sẵn để thầy cô chúng ta lựa chọn. Ví dụ bây giờ mình đánh giá ở phần môn học và hoạt động giáo dục. Trước tiên ví dụ chúng ta đánh giá em số 1 ở môn tiếng Việt. Thì thầy cô click vào dòng số 1 nè, và cột ở môn tiếng Việt có hình tam giác màu đen thì thầy cô chúng ta click vào, click chuột trái vào thì nó sẽ xuất hiện một số cái gợi ý nhận xét. Thầy cô chúng ta click chuột, chúng ta kéo xuống để chúng ta chọn. Nếu thầy cô thấy nhận xét nào phù hợp với học sinh thì chúng ta click chuột vào. Đó, thì ở đây cái dòng này nó sẽ tự động giãn ra cho nó vừa với cái câu nhận xét nha thầy cô. Nó rất là tiện lợi. Tương tự như vậy đối với các cái môn khác cũng vậy. Ví dụ môn toán mình đánh giá em số 1 thì chúng ta click vào ngay cái cột của môn toán và ngay cái dòng của em số 1. Thì chúng ta cũng click vào hình tam giác màu đen để chúng ta kéo chuột xuống, chúng ta chọn những cái nhận xét nào phù hợp. Tương tự như vậy đối với các cái môn còn lại, thầy cô cũng click vào hình tam giác màu đen để chúng ta chọn nhận xét. Một cái hay nữa của cái tiện ích này thầy cô đó là chúng ta có thể thay đổi các cái nhận xét đã có sẵn, hoặc là chúng ta có thể thêm vào những cái nhận xét cho phù hợp với cái năng lực học tập của học sinh lớp mình. Ví dụ ở đây môn toán, ví dụ ở đây thầy cô muốn thay đổi đánh giá môn toán chẳng hạn ở một câu nhận xét nào đó. Ví dụ câu nhận xét này đi, em cần đặc tính thẳng hàng hơn. Ví dụ thầy cô muốn thay đổi cái câu nhận xét này, chúng ta có thể thêm vào một số nội dung nào nữa trong câu nhận xét này. Thì thầy cô chúng ta click vào sheet môn học nè. Thầy cô chọn chỗ cột môn toán ha. Ví dụ hồi nãy cái câu này nè, em cần đặc tính thẳng hàng hơn. Thầy cô muốn thêm vào nội dung nào thì thầy cô chúng ta đánh trực tiếp vào đây. hoặc là thầy cô muốn xóa bớt những cái từ nào trong câu nhận xét này thì thầy cô cứ xóa bình thường. Ví dụ ở đây mình thêm vào em cần đặc tính thẳng hàng hơn và lưu ý phép tính có nhớ gì đó chẳng hạn. Đó, bây giờ sau khi mình bổ sung xong thì chúng ta trở lại cái phần nhận xét xem coi nó có cập nhật hay không. Đó, thì môn toán thì mình chọn lại ha thầy cô. Nè, em cần đặc tính thẳng hàng hơn và lưu ý phép tính có nhớ nhé ha thầy cô. Đó, nó bổ sung nè. Một cái nội dung thứ hai nữa là ngoài cái việc xóa sửa thì thầy cô chúng ta cũng có thể bổ sung thêm cái nhận xét bằng cách, ví dụ thầy cô muốn bổ sung thêm môn học và hoạt động giáo dục thì chúng ta list vào môn học. Thầy cô muốn bổ sung thêm môn nào thì chúng ta kéo xuống ở phía dưới nè, ở phía dưới thầy cô gõ tiếp các cái nhận xét vào đây thì nó sẽ cập nhật qua cái phần nhận xét đó thầy cô. Đó, ví dụ ở đây mình gõ bổ sung thêm nhận xét ở môn tiếng Việt. Ví dụ mình nhập là nhận xét mới, rồi chúng ta xem coi nó có cập nhật qua bên nhận xét hay không hả thầy cô. Rồi xong rồi thầy cô chúng ta qua nhận xét nè. Rồi chúng ta xem môn tiếng Việt. Rồi, chúng ta list vào hình tam giác màu đen. Chúng ta kéo xuống ở phía dưới nè. Đó, nó sẽ xuất hiện nhận xét mới. Đó, là mình mới bổ sung nè thầy cô. Rất là hay hả thầy cô. Rồi tương tự như vậy đối với các cái môn còn lại cũng thế. Thầy cô muốn xóa, muốn điều chỉnh hay là muốn bổ sung nhận xét thì chúng ta cứ thực hiện tương tự. Tiếp theo là nhận xét phần năng lực. Năng lực thì chúng ta có 3 năng lực là tự phục vụ, tự quản, hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề. Thì thầy cô muốn đánh giá năng lực nào thì chúng ta list vào, năng lực đó thì nó sẽ xuất hiện các cái gợi ý để thầy cô chúng ta chọn. Cái này thầy cô đỡ mất thời gian hả thầy cô. Tuy nhiên đây chỉ là những cái gợi ý hả thầy cô. Thì thầy cô chúng ta có thể điều chỉnh, có thể bổ sung cho phù hợp với cái năng lực học tập của từng em ở trong lớp mình, chứ không nhất thiết thầy cô chúng ta phải lấy cái mẫu nhận xét này. Thì thầy cô muốn thêm nhận xét, muốn xóa bớt nhận xét, muốn sửa nhận xét thì chúng ta làm tương tự như là môn và hoạt động giáo dục. Rồi phần phẩm chất thì có 4 phẩm chất. Tương tự thầy cô cũng list vào và chúng ta chọn các cái phẩm chất nào mà chúng ta thấy phù hợp. Thì ở đây các cái dòng nó sẽ tự động nó giãn ra hết thầy cô, cho nó phù hợp với cái số chữ mà mình chọn. Rất là tiện lợi hết thầy cô. Thầy cô muốn điều chỉnh phẩm chất thì chúng ta cứ list vào phẩm chất. Chúng ta muốn sửa cái nội dung nào, muốn thêm cái nội dung nào thì thầy cô cứ thực hiện, thì nó sẽ tự động cập nhật qua cái phần nhận xét đó thầy cô. Đó, thì như mình nói ban đầu thì tiện ích này mình đã để ở phía dưới video, ngay cái phần mô tả có một cái đường link, thì thầy cô chúng ta list vào đường link đó để thầy cô tải về. Khi tải về thì chúng ta sẽ được file nhận xét lớp 2 ha thầy cô. Nhận xét lớp 2 thì thầy cô cứ mở lên và chúng ta sử dụng thôi, rất là đơn giản. Một cái điều nữa mình cũng rất là mong thầy cô chúng ta hãy đăng ký kênh bằng cách là thầy cô chúng ta list vào đăng ký, sau đó chúng ta list vào đăng nhập. Yêu cầu mình đăng nhập thì thầy cô nhập email và mật khẩu của mình vào là xong. Sau đó thầy cô bấm vào biểu tượng cái chuông để thầy cô nhận được những cái video mới nhất nhé thầy cô. Trên đây mình vừa chia sẻ cùng với thầy cô một tiện ích Excel đánh giá học sinh lớp 2 theo văn bản hợp nhất số 03. Cuối cùng xin chúc quý thầy cô chúng ta sẽ thực hiện thành công Xin chào quý thầy cô và hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video sau.